để đếm xong rồi đã. Bạn quay trở lại với kênh của Phạm Vấn. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là cái sản phẩm phân đúc con kê đơn hàng của bên mình ngày hôm nay, thì nó cũng vào khoảng xấp xỉ 1.000 con, lẫn lộn các mẫu luôn cho anh em và các bạn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 kiện cho anh em và các bạn luôn nhá. Những cái kiện này là dòng con V này, là con V này là cứ 100 con một kiện này. Đấy, 100 con một bao này. Đấy, hàng 100 con một bao này luôn. Đóng hàng gửi cho khách nhá, cho nên là nhân tiện này quay cho anh em và các bạn xem. Đây các cái mẫu khuôn bên mình đây. H thì có 6, H7, H8, H9, V thì có V1, V2, V3 và D thì có D1, D2. Bên mình đang phân phối tổng là 9 mẫu cho anh em và các bạn lựa chọn nhá. Đấy, mình sẽ test thử mẫu khuôn cho các bạn xem luôn này. Anh em các bạn quan sát này. Đấy, đập khuôn cho các bạn xem luôn. Chất lượng khuôn các bạn thấy không? Đấy, quăng quật đập thoải mái luôn. Không có vấn đề gì cả. Khuôn cực kỳ là dày dẫn luôn cho anh em và các bạn nhá. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm anh em các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn đây, 0936863368. Xin chào lại các bạn video sau. Lại với kênh của Phạm Huấn nhá, số điện thoại của mình đây. Đấy, đây là cái khay H7 này. Mình đang đúc mẫu thử cho anh em và các bạn xem. Đấy, mai mình sẽ ra khuôn cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy được cái chất lượng của cái viên kê bê tông mà có sử dụng phụ gia nó sẽ như nào. Đấy, nó sẽ bóng mịn và rắn chắc như thế nào các bạn nhá. Đấy, mình đang đúc thử hai cái mẫu đó là con V2 và con H7. Đây các bạn xem. Đó, để mình đã đúc thử mẫu để cho các bạn xem. Mọi nhu cầu về mua sắm các cái loại khay đúc viên kê cũng như là phụ gia, anh em các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của mình đây, 0936863368 để được tư vấn. Cái này viên da thì cực kỳ bóng mịn luôn, anh em nhìn cái mặt bên ngoài đã thấy nó bóng loáng rồi. Đấy, cái chất đúc này nó không bao giờ nó bắt vào bề mặt khuôn này, các bạn thấy không? Đấy, nó vẫn tạo thành những cái hạt nhỏ li ti như này. Đấy, nó không bắt vào khuôn thì khi chúng ta ra khuôn nó rất là dễ ra. Đấy, đây là cái bí quyết mà chúng ta phải có cái chất phụ gia này thì mới tạo được như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ đúc bừa mà ra được đẹp đâu. Đấy, nên anh em các bạn lưu ý, các bạn có nhu cầu về cái công thức cách pha trộn cũng như là phụ gia đi kèm thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn, số điện thoại của mình đây. Đấy, xin chào và hẹn lại các bạn video sau. Các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đúc viên kê bê tông mà có cho thêm phụ gia thì nó sẽ như thế nào. Đây các bạn quan sát này, đây là cái hỗn hợp mà mình đã cho phụ gia đây. Đấy, khi mà chúng ta cho phụ gia thì chúng ta chỉ cần cho một tí nước thôi. Đấy, cái lượng nước của nó chỉ mất được khoảng 30% so với bình thường thôi. Đấy là cái bê tông nó đã nhuyễn ra rồi. Đấy, khi mà chúng ta kết hợp cái phụ gia này thì nó mất rất ít nước. Đây, khi mà chúng ta cho này, chúng ta cứ cho phụ gia lẫn với nước, sau đó chúng ta đảo đều này. Đấy, các bạn thấy không? Mình cho có một tẹo nước này thôi, nhưng mà các bạn xem, chỉ cần tần này nước thôi là đã đủ cho cái số lượng bê tông này rồi. Đấy, cái phụ gia này thì nó tạo cái độ sánh, độ nhuyễn, độ tơi cho bê tông. Đấy, chúng ta chỉ cần hơi điểm nước vào thôi là đã đủ lượng nước rồi nhé. Các bạn mà cho quá nhiều là nó sẽ bị loãng đấy. Đấy, các bạn lưu ý. Đấy, cái phụ gia này thì nó giúp đông kết nhanh, tạo độ rắn nhanh và viên da đẹp. Đấy, nó là cái yếu tố rất là quan trọng như vậy để các bạn nắm được. Đấy, khi chúng ta cho chỉ cần nó là còn đang khô nha thôi nhưng đã rất là ok rồi. Đấy các bạn thấy không? Rất là ok luôn. Tạo cái độ đông cứng, độ kết nhanh. Thì chúng ta nếu mà các bạn mà cho nhiều nước vào hay là bê tông nó ra là nó sẽ bị loãng. Đấy, nếu cho phụ gia chúng ta cho pha cho tỷ lệ là chỉ có 30 thôi. Đấy, 30% nước thôi. Bình thường chúng ta đang cho 10 lít nước thì chúng ta chỉ cần cho 3 lít nước thôi. Đã là ok rồi. Đấy các bạn thấy không? Đấy, cái bê tông nó hay như vậy, cái phụ gia nó hay như vậy, nó tiết kiệm nước và mình làm nó rất là nhanh thì nó tạo đông cứng nhanh. Đấy, chỉ có cho có một tí nước này thôi mà nó đã bê tông nó đã tạo cái độ nhuyễn này rồi, các bạn thấy không? Đấy, đây là mình đảo mẫu, đảo thử cho các bạn xem thôi, chứ nếu các bạn đảo bằng máy ấy, thì
rất là ngon luôn. Hoặc đào khối lượng lớn ấy, thì rất là ok các bạn thấy không? Đấy. Nó tạo cái độ nhuyễn kinh không các bạn thấy không? Đấy. Khi các bạn cho vào khay nó rất là ngon luôn. Đấy. Chỉ cần thêm một tí nước vào thôi nó đã nhuyễn rồi. Đấy các bạn thấy không? Bê tông nó tạo cái độ nhuyễn rất là tốt. Đấy. Độ sánh, độ nhuyễn này. Rất là ngon lành luôn khi mà các bạn sử dụng nhá. Đấy. Chúng ta trộn thì chúng ta đừng cho nhiều nước, chỉ cho ít nước thôi. Cho 30% nước thôi. Đã là ok rồi đấy các bạn thấy không? Chất bê tông chảy cực kỳ là đấy, sau đó thì chúng ta đưa vào khay đúc này. Đưa vào khay đúc thì là chúng ta đúc ra ra viên thôi. Nó tạo đông cứng nhanh, tạo rắn, tạo bóng. Rất là tốt luôn cho các bạn sử dụng nhá. Đấy thì các bạn có nhu cầu về cái dòng sản phẩm phụ gia này thì có thể liên hệ. Xin chào lại các bạn ở video sau. Đấy, sau khi mà cái khuôn mà chúng ta đã tráng đều nhớt như này rồi. Đấy các bạn tráng đều nhớt như này thì chúng ta đổ dung dịch vào thôi. Đấy, chúng ta đưa dung dịch vào khuôn là ok. Đấy các bạn thấy không? Đấy chúng ta đưa dung dịch vào khuôn. Đấy chúng ta đưa dung dịch vào là ok luôn. Đấy các bạn thấy không? Khi mà chúng ta sử dụng cái dung dịch này thì viên đúc ra rất là đẹp, mịn, bóng mà lại không bị bám khuôn. Đấy các bạn xem. Đấy cái khuôn nó rất là sạch, không bị bám khuôn đâu nhá. Đấy chúng ta thấy không? Đấy, khuôn ra rất là đẹp. Đấy. Nó sẽ không bị bám dính khuôn như là các cái loại khi mà chúng ta không sử dụng xi măng, à không sử dụng phụ gia. Đấy, có phụ gia thì chúng ta làm nó rất là ok. Rất là tiện cho anh em và các bạn chúng ta sử dụng. Mà cái phụ gia này thì làm nó hiệu quả. Các bạn sẽ thấy nó hiệu quả rất là cao luôn. Đấy. Sử dụng rất là hiệu quả. Đấy, các bạn xem mà không có một cái độ kết dính với khuôn tí nào cả thì chúng ta ra khuôn nó rất là dễ ra. Đấy, cái ưu điểm của phụ gia này nó như vậy nữa. Nên là anh em các bạn có nhu cầu về phụ gia này thì cũng có thể liên hệ để bên mình tư vấn này. Đấy. Các bạn thấy không? Nó không có cái độ dính vào khuôn đâu. Đấy, chúng ta cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ dễ ra khuôn hơn rất là nhiều so với các cái loại bình thường. Hoặc là chúng ta nếu mà đổ xi măng không thì chúng ta ra khuôn nó rất là mất công. Đấy. Nó sẽ dính bó khuôn nhưng mà riêng cho phụ gia này thì nó lại rất là dễ ra khuôn đấy. Thì là dễ ra khuôn luôn. Đấy, rất là ngon lành cho anh em và các bạn sử dụng luôn nhé. Bạn thấy không? Đó. Đấy các bạn quan sát cái bề mặt khuôn này. Đấy, nó không bị bám dính một tí nào luôn. Chúng ta chỉ cần gõ đều như này đã là ok rồi. Nó có cái độ lắng nhất định rồi. Đấy. Nó có cái độ lắng nhất định rồi. Đấy, các bạn xem. Trên cái mặt khuôn này nó vẫn trắng bong luôn. Không có hề có một cái độ bám dính nào cả. Đấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ ra khuôn nhá. Đấy. Nó ưu điểm của nó như vậy. Mà nó tạo cái độ bóng cho viên. Viên ra bóng đẹp. Đấy, anh em các bạn thấy không? Viên ra sẽ rất là bóng mịn và đẹp luôn. Đó là cái ưu điểm của cái viên của cái bê tông mà đúc vào cái viên bằng cái phụ gia nó là như vậy. Đấy, anh em và các bạn chúng ta cứ yên tâm sử dụng. Đấy, nó rất là đơn giản, dễ sử dụng và rất là tốt. Đấy, tạo bóng, tạo mịn cho khuôn. Đây, xong một khuôn nhé, rất là đơn giản vậy thôi. Đấy, tiếp theo này.